Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đến với thủ thuật là cắt video chuẩn nhất trên cái ứng dụng mới Studio của YouTube các bạn ha. Rồi chúng ta đăng nhập vào tài khoản với cái địa chỉ web này, xong chúng ta vào cái mục video. Các bạn chọn cái video nào đó, mình ví dụ video này. Rồi mình ví dụ video này các bạn ha, mình ví dụ video này, xuống trình chỉnh sửa. À, các bạn chuyển xuống trình chỉnh sửa góc bên đây. Đấy, các bạn click vào đây. Đấy. Các bạn click vào đây nó sẽ hiển thị, đấy nó hiển thị nguyên một cái khung này. Chúng ta click vào chữ cắt bỏ các bạn ha, đây. Rồi chúng ta sẽ hiển thị cái giao diện này. Rồi bây giờ mình ví dụ cắt nháp nha. Đây, các bạn ví dụ muốn cắt ngay cái đoạn này thì các bạn ở đây chúng ta có thể lay ha, lay nghe rồi rồi thấy cái đoạn này đúng, ok, cắt là chúng ta bấm dừng. Rồi chúng ta hoặc là chúng ta kéo 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 cái này cho cái phần này nó có giây thời gian, và các bạn có thể chỉnh chính xác từng giây luôn ha. Ví dụ 23 nè, cho nó lên 27 đó, nó chỉnh chính xác từng giây từng phút luôn. Cái này chúng ta chỉnh số rất là hay, YouTube làm cái công cụ mới này rất là tuyệt. Rồi các bạn biết chính xác ở đây thì chúng ta bấm vào chữ tab, đấy là cắt một đoạn này. Còn các bạn cắt trước nó hoặc là sau nó thì chúng ta coi cái đoạn nào chúng ta tính cắt tiếp thì chúng ta bấm chữ tab tiếp. Ví dụ các bạn muốn cắt cái đoạn trước thì chúng ta bấm chữ tab. Rồi tới đây chưa xong các bạn nha, chúng ta đòi hỏi chúng ta phải kéo kéo từ bên phải qua bên trái, vừa từ bên trái qua bên phải đó, kéo làm sao cho thấy có dấu x trên cùng đấy, cho nó nằm thành một dấu x các bạn nha, một dấu x đó, một dấu x, chứ kéo thành hai dấu x là nó sẽ cắt hai đoạn ha, kéo thành một dấu x thôi, tại vì chúng ta đang cắt một đoạn thôi. Đây, cắt thành đó một dấu x là ok. Nếu các bạn muốn hoàn tác khúc này thì chúng ta hoàn tác lại. Đấy. Còn các bạn muốn trả về bấm bấm Ctrl Z, đấy. Ctrl Z hoặc là chữ hoàn tác trên đây hoặc là làm lại trên này, nó tới lui xả tới lui gì đó. Rồi, bắt đầu chúng ta tiếp cái đoạn khác. Ví dụ chúng ta muốn cắt đoạn đây, chúng ta bấm Tab ở đây. Rồi, chúng ta cho xả đoạn nữa, chúng ta cắt nữa thì nó tách đây đó. Rồi các bạn cắt bỏ. Rồi bây giờ mình ví dụ làm sao để biết cái đoạn này nó được xác nhận là cắt hay chưa. Các bạn có thể xem trước ở đây hoặc là chúng ta cho nó chạy thử một đoạn nè. Đấy, chúng ta cho nó chạy thử nha, nó nhảy qua không, nhảy qua đây, nhảy ok. Nếu mà nhảy qua được vậy là chứng tỏ là cắt thành công các bạn nha. Đấy, nhảy qua ok, vậy là thành công vậy các bạn ha. Rồi tiếp tiếp với tương tự chúng ta cắt mấy cái đoạn còn lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta lưu lưu trên này các bạn ha, mình đây mình ví dụ thôi nha, đó mình ví dụ thôi. Rồi mình ví dụ thêm nữa các bạn nha, mình hoàn tác nè, mình bấm Ctrl Z nè, các bạn thấy ở đây nó trả về một đoạn nè. Đấy, có nghĩa là khi chúng ta muốn cắt một đoạn kế tiếp đó thì chúng ta bấm ở đây rồi bấm chữ tab thôi, rồi chúng ta kéo kéo cái này kéo qua đây ha, đó là vậy là ok, là chúng ta tab thêm một đoạn nữa. Cắt gì là cắt nối tiếp các bạn ha. À, cắt gì là chúng ta cắt nối tiếp vào. Rồi. Rồi mình ví dụ cắt một đoạn kế tiếp của cái đoạn ở đây các bạn ha. Mình ví dụ chọn ở đây luôn nha, ngay cái đây đây đó. Rồi các bạn bấm gì chữ tách nè, đấy. Rồi chúng ta kéo từ trái qua phải tới đây. Đấy. Cho nó thấy cái trên này, cho nó thấy dấu x trên này, là chứng tỏ ngay cái khúc này nó mặc dù nó là một đoạn nhưng mà nó tách ra làm hai các bạn nha. Đây nó có hai dấu x là có nghĩa là hai đoạn, chúng ta thấy thì thấy một chung một chỗ thôi nhưng mà nó là hai đoạn. Rồi bây giờ chúng ta khi xong chúng ta lưu ở đây các bạn ha. Rồi khi mà đợi tiến trình nó chạy nó load, nói chung là nó cũng mất thời gian các bạn nha, hơi mất thời gian á, thì chúng ta đợi thôi, đợi chừng nào trong cái video chúng ta nó có cái không có để là chị chỉnh sửa như mấy cái video trước mình ví dụ cho các bạn xem rồi ha. Rồi là nó chạy xong cái tiến trình đó, hoặc các bạn thấy cái thời gian hiện tại đi, ví dụ cái video này là 3 phút 49 mà nó giảm lại còn bao nhiêu đó, nói chung là ít hơn là ok, là chứng tỏ là nó đã xác nhận cái video chúng ta đã cắt ha. Bây giờ mình qua đây mình lưu cái video này mình đã làm rồi, giờ mình lưu nó nè.